Đại Lộc mỗi sớm mai thức dậy thấy mây trời yên ả quanh đây. Bước chân ta dù đi khắp chốn vẫn có một quê hương để về. Chuyện của đất bao lời không kể hết, mời bạn về Đại Lộc quê tôi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Bóng Mô Mario. Và hôm nay thì mình đang có mặt ở một cái chốn Bồng Lai Thiên Cẩn và một địa điểm du lịch cực kỳ nổi tiếng tại huyện Đại Lộc, nhưng mà không ai biết hết. Bởi vì các bạn biết không? Tại vì ở đây á, đường đi lên rất là khó khăn. Mọi người sống ở dưới đỉnh núi á, người ta chỉ nghe về cái đỉnh Bàn Am thôi, nhưng mà người ta ít lên trên này lắm. Bởi vì vì con đường đi lên này rất là khó khăn, nên hôm nay thì tụi mình sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một địa điểm cực kỳ nổi tiếng và có thể nói là chốn Bồng Lai Thiên Cẩn. Và Bóng Ngô Mario hôm nay cùng đi cùng với những người bạn thân của mình, đó chính là Minh Trang. Và đây là Hiếu Hiếu. Hiếu Hiếu. Và đây là chắc là một gương mặt cực kỳ quen thuộc trong những vlog của mình, đó chính là Trang Trang. Và tất nhiên là mình là Bóng Ngô Mario. Cảm ơn các bạn đã yêu thương và đã đồng hành cùng với vlog Bóng Ngô Mario trong những tập vừa qua. Và bây giờ xin mời tất cả các bạn hãy cùng đồng hành cùng với mình trong tập vlog khám phá Bồng Lai Thiên Cẩn Bằng Am nha các bạn. Let's go. Đỉnh Thiên Bằng Am sở hữu một vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú giữa đại ngàn hùng vĩ. Ở đây có thác nước này, nước chảy ầm ầm ngày đêm, vào những ngày mưa thì trắng xóa cả đỉnh núi. Có núi đá treo leo, đứng trên thác đá mà nhìn xuống ta nói rụng rời tay chân. Ở đây có rừng thông và tiếng chim lãnh khuất đâu đây. Và nơi đây là địa điểm du lịch lý tưởng dành cho những ai yêu thích khám phá đó nha. Đỉnh Bằng Am này có độ cao hơn 830m so với mực nước biển. Và đỉnh Bằng Am này á, đứng ở bên này thì các bạn nhìn qua các bạn sẽ thấy là Bà Nà Hill. Và đỉnh Bằng Am cách thành phố Đà Nẵng khoảng hơn 40km và cách thành phố Hội An khoảng hơn 50km. Và trên đỉnh Bằng Am này sở dĩ có tên là Bằng Am hay là đỉnh Am Phong, bởi vì thứ nhất là trên cái đỉnh này thì mảnh đất cực kỳ bằng phẳng nha các bạn. Như các bạn thấy là trên đá nó cũng cực kỳ bằng phẳng. Và ở trên này thì trồng rất là nhiều thông nên người ta hay gọi là đỉnh này là đỉnh Am Phong. Một chiếc tác trên đỉnh Bằng Am là một nửa dãy đồi cỏ mọc xanh lè xanh lép. Một nửa quả đồi bên kia thì rừng nguyên sinh mọc tùm. Làm cho mình thấy những cái quả đồi nó giống như là những chiếc nón mà úp lại á, cực kỳ đẹp. Đứng tại vách núi treo leo trên đỉnh Bằng Am thì bạn có thể nhìn thấy toàn bộ đồng bằng bao la rộng lớn của huyện Đại Lộc. Mây núi trùng trùng điệp điệp với con sông Vu Gia uốn lượn dưới chân núi. Một vùng đồng bằng vô cùng trù phú. Các bạn ơi, đứng tại trên khu vực này khi mà bạn nói chuyện qua bên kia thì bạn sẽ nghe được cái tiếng vang vọng của mình nghe vang vọng qua đỉnh núi bên kia. Và khi đứng ở vị trí này, khi bạn nhìn qua bên kia thì bạn sẽ thấy là trên vách đá tạo thành một cái gương mặt của một cái vị của một gương mặt của con người trên đá. Các bạn có thể nhìn thấy y chang luôn. Và thật sự là y chang các bạn ạ. Người dân tại vùng núi này truyền tai nhau rằng đó chính là Sơn Thành đang nhìn về hướng đồng bằng rộng lớn. Và các bạn biết không, lúc nãy mình gặp một vị sư ở trên này á, vị sư nói nếu mà con nhìn xa xa hơn chút nữa thì con sẽ thấy bên kia sẽ giống như là một người đang ngồi thuyền á. Nhưng mà mình thì mình chưa thấy người ngồi thuyền đâu hết, nhưng mà mình chỉ thấy là cái gương mặt của trên vách đá của một người nào đó. Mình đã thấy cái gương mặt rồi, còn hy vọng là mình sẽ có duyên nhìn thấy và ngộ ra được một cái hình ảnh của một người trên đang ngồi thuyền trên cái vách đá bên kia. Và nếu mà các bạn tới đây á, thì xin mời tất cả các bạn hãy cùng ra đây chụp hình nha. Nhưng mà mình cũng lưu ý là cho các bạn ạ, khi mà các bạn tới đây chụp hình á, thì các bạn nhớ là mang giày, đừng có mang theo guốc đồ các kiểu nha, dễ bị té và rất là nguy hiểm. Các bạn cũng lưu ý cho mình cái điều này. Lưu ý nha, những ai mà sợ độ cao thì chúng đừng có ra những cái chỗ vách đá như thế này các bạn nha. Nó rất là nguy hiểm mặc dù là cảnh đẹp. Và tất nhiên là tụi mình cũng không quên lưu lại những tấm hình đẹp để đời. Trưa nắng nóng vậy mà mấy đứa cũng lôi mình ra sóng ảo chụp hình. Lăn lê bò lết nhào lộn nằm lên nằm xuống góc nào cũng đẹp các bạn à. Nhìn đi, mê chưa. Gia tài của tuổi trẻ là đây chứ đâu. Đây là thành quả của những chuyến đi, những tấm hình đẹp xíu của té phủ mai quay hạt me. Wow.
Trên đỉnh Bằng Am này có một đền thờ nhỏ có thờ Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát. Mỗi ngày rằm lớn thì các Phật tử thường hay hành hương lên đây để tụng kinh lễ Phật. Một bức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát đặt giữa đỉnh Am Thông như trấn và gia hộ cho đỉnh thiêng này, và cũng là nơi dừng chân tâm linh của bà con mỗi khi đi vào rừng sâu. Ở trên đỉnh Bằng Am này gắn liền với sự tích của một vị tiền nhân, đó chính là cụ Tù Sơn. Và cụ là người đầu tiên khai mở đỉnh Bằng Am này, và cũng là người đem Phật Pháp lên trên cái đỉnh này. Chính vì vậy bạn sẽ thấy là trước điện thờ Phật có một ngôi mộ khang trang của cụ ẩn sĩ Tùng Sơn. Và để tưởng nhớ công đức, người dân có lập một bia mộ vào năm 1988 với nội dung như sau: mơ ước ngàn năm được một ngày, Am Thông cổ động vẫn còn đây, ríu rít đầu non chim búa trái, chền dền đá dựng gió heo mây, tạo quá giỏi bày tranh sơn thủy, tiền nhân khéo chọn cảnh mồng lai, một mai mòn mỏi chân phiêu bạc, lữ khách dừng chân nhớ cảnh này. Cụ Tùng Sơn, cụ tên thật là Bùi Ngọc Châu, và cụ làm quan dưới thời vua Từ Đức. Và một thời gian sau đó thì quan Pháp bắt đầu xâm lược nước ta, và triều đình bắt đầu suy yếu, vua bắt đầu nghe lời nịn nọt của bọn nền thành. Có một cái điều là vua Từ Đức là muốn là cắt một phần giang sơn của mình cho quan Pháp, nhưng mà cụ Tùng Sơn thì cụ không chịu, và cụ nói vua phải cải cách kinh tế, nhưng mà vua cũng không chịu luôn. Thì lúc đó cụ bắt đầu là rũ bỏ áo quan của mình, tìm đến một nơi non sông thảo cốc, và cụ đã chọn cái mảnh đất nơi đây là một cái mảnh đất mà cụ đã làm một cái am cốc nghiên cứu về đạo Phật, và cụ cũng là người đưa cái tinh thần Phật giáo lên trên cái mảnh đất này và khai mở cái đỉnh thiêng. Những ngày đầu đến vùng rừng thiêng nước độc, nơi con chim kêu cũng sợ, con cá dãy dùng cũng kinh, thầy trò ông chọn một chiếc hang đá tự nhiên dưới rừng thông, bên suối nước chảy róc rách làm nơi trú ngụ. Mà tí nữa thằng cháu Bổng Ngô Mario sẽ dẫn các bạn đi thăm hang động đó nghen. Từ ngày cụ sống trên đỉnh núi này, ngày ngày tụng kinh niệm Phật, dần dần thú dữ được cảm hóa, trú ẩn vào rừng sâu. Kể từ đó, người dân không còn bị thú dữ tấn công, tiều phu đi đốn củi cũng không còn nơm nớp lo sợ thú rừng nguy hiểm. Thầy trò ông tháng ngày chuyên tâm đọc sách thánh hiền, nghiên cứu kinh kệ Phật Pháp. Ông còn nấu thuốc luyện đơn, chữa bệnh cho dân nghèo dưới chân núi, coi dân như cha mẹ mình. Những ngày sau đó thì sức khỏe của cụ cũng ngày càng già yếu đi. Và vào buổi đêm thì cụ hay thấy trong cái hang động của mình, hay thấy là có những ánh hào quang xuất hiện, và cụ biết là chư thiên đang ưu ái đến thăm. Và sinh lão bệnh tử là chuyện ở đời, là chuyện thường, nên cụ xuống dưới núi và bảo với các đệ tử của mình rằng là khi nào mà nhìn thấy trên hang động của cụ có một làn khói trắng xuất hiện thì lúc đó cụ đã viên tịch. Đêm hôm ấy trăng tròn soi sáng cả vùng trên đỉnh núi. Người dân dưới núi thấy có một làn khói trắng tỏa ra nghi ngút. Không phải khói của lửa, mà cũng không phải khói của sương. Một làn khói trắng muốt trên đỉnh Bằng Am. Người ta thấy lạ quá. Sáng hôm sau dân làng lên thì phát hiện cụ Tùng Sơn đã viên tịch. Điều kỳ lạ là thân xác của cụ đã được những con mối đắp lên làm mộ cho cụ. Vì ông giàu lòng đức độ, một lòng vì nước vì dân, nên được người dân quanh vùng tôn vinh như bậc tiên thánh. Các bạn ơi, đằng sau Bổng Ngô Mario đây chính là khu vực mộ của cụ Tùng Sơn. Như câu chuyện mà mình lúc nãy mình đã kể cho các bạn xem rồi đó, thì sau khi mà dân làng lên đã thấy là mối đã đắp mộ cho cụ rồi, và dân làng đã dùng những cái viên đá trên này và tiếp tục đắp vuông mộ cho cụ cho đến bây giờ nha. Thì các bạn đã thấy là mộ của cụ đã được bây giờ đã được khang trang hơn. Và xin mời tất cả các bạn hãy cùng với Bổng Ngô cùng tìm hiểu nha. Rồi bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi xuống hang động của cụ Tùng Sơn. Hang động nằm dưới vách núi cách khu vực mộ của cụ Tùng Sơn tầm 300m, và đây là lối mòn đi xuống hang động. Ủa là đập nó sẽ kêu đúng không chú? Trên đường lối mòn đi xuống bạn sẽ gặp một cái trống đá. Mình đập vào đây nó kêu.
Ồ, đây là cục đá trên đường đi xuống. Mình đập vào đây nó kìa. Trên đường đi xuống hang động của thầy. Và đường đi xuống như đi leo núi thiệt sự. Rêu phong mọc trên vách đá to nói, nó đẹp mê ly các bạn à. Và ở đây có một cái dây thang leo xuống nè. Đằng sau có một cái sợi dây để tụi mình có thể leo xuống, các bạn thấy không? Mình sẽ đi ngang qua một cái thác nước trước khi đi tới hang động của cụ Tùng Sơn. Wow, sắp tới rồi mấy bạn ơi. Đi lên con đường đầy nước, suối. Ôi, nước mắt rồi luôn. Wow, thác nước quá uống. Không biết uống về có đau bụng không? Tất nhiên là có, uống về đau bụng thế bà. Ngày xưa khi mà cụ lên núi thì cụ đã chọn cái hang động này để làm nơi tu tập của mình. Các bạn biết không, đây là hang động của cụ Tùng Sơn. Ngày xưa cụ tu ở trong hang động này. Nhưng mà sau một thời gian thì ở trong hang động này thì bị sạt lở. Nên là chỉ còn lại một cái hang động nhỏ nhỏ ở trong này thôi. Mình không thể đi sâu vào trong kia được. Ở trong kia như các bạn sẽ thấy lại đây. Trong kia là có nước chảy ở trong đó. Mình nghe tiếng nhưng mà mình không thể đi vào được tại vì mình rất là sợ. Nên vào đây. Ở đây thì có một cái am hang. Một cái am thờ. Thờ Phật. Nói đến thác nước thì trên đỉnh bằng am này lại là thượng nguồn của các con thác chảy dưới chân núi. Có nhiều thác nước cực kỳ đẹp các bạn à. Nhưng tiêu biểu nhất là thác Khe Lim, cũng là niềm tự hào thắng cảnh của người dân huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Hello, xin chào. Như vậy là tụi mình đã có mặt tại thác Khe Lim cùng với bạn Quang Thành. Và các bạn biết không, thác Khe Lim á thì có độ cao là 880m so với mực nước biển. Và cái thượng nguồn của thác Khe Lim á thì nằm ở trên bằng am á mà mình đã dẫn các bạn đi tham quan rồi. Và bây giờ xin mời tất cả các bạn hãy cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp về thác Khe Lim nha các bạn. Wow wow wow. Đây. Đó. Đây là cái thác Khe Lim cực kỳ cao luôn. Thác nước cao với nhiều tầng dựng đứng, đẹp xỉu lên xỉu xuống, xỉu úp xỉu đau. Nếu mà bạn không lên đỉnh bằng am thì bạn có thể chọn tới thác Khe Lim để được một lần ngâm mình dưới dòng suối mát lạnh từ mẹ thiên nhiên ban tặng. Cũng rất chi là tuyệt vời các bạn à. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại với đỉnh bằng am và bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách lên đỉnh bằng am nha các bạn. Có hai cái con đường leo núi. Thứ nhất là chúng ta đi từ dưới chân núi, chúng ta đi bộ, chúng ta leo núi lên tới đây. Lúc này tọa độ tìm kiếm là chùa Hòa Hữu, thuộc thôn Hòa Hữu, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, nằm dưới đường quốc lộ 14B nha các bạn. Và bạn có thể gửi xe tại đây và nhờ các vị sư trụ trì chỉ đường lên núi theo lối mòn mà các Phật tử hay đi. Và cái con đường thứ hai là con đường mà lúc nãy mà mình đi á, sau này mình sẽ review lại cho các bạn xem. Cái con đường thứ hai, con đường đó hiện nay đang làm con đường đi lên. Nhưng mà con đường hiện nay thì do mưa nên là đi lên này rất là khó khăn nha các bạn. Khi đến cầu Hà Nha thuộc huyện Đại Lộc thì bạn sẽ thấy là đối diện sẽ có một con đường uốn lượn lên trên đỉnh núi. Và con đường này đã làm được hơn 10 năm rồi. Bây giờ thì mới làm được một nửa đường. Do đợt bão lũ vừa rồi thì làm cho con đường này bị sạt lở rất nhiều. Lời khuyên cho các bạn là các bạn không nên đi xe tay ga nha các bạn. Dốc rất là cao. Đi đến gần hết đoạn đường thì mình sẽ gặp một cái cảnh này. Đây. Chị ơi, ra được không chị? Đang kiếm thằng cậy đó. Đừng tháo đẹp mày xuống. Đợi xí tao cậy cho. Đây, sạt lở và nước chảy rất xiết làm cho cây cầu này bị hư mất tiêu. Nên xe tay ga thì mình sẽ vứt lại tại đây. Còn xe gắn máy thì mình sẽ đèo và cẩu qua bên kia. Và bây giờ thì bạn có thấy sự lợi hại của xe số chưa?
Nhưng yên tâm nha, nếu đi bộ vào thì bạn sẽ đi bộ tầm 2 km nữa là tới nơi rồi. Mấy bạn thấy là cái hành trình mà khi mà chúng ta đi đây. Mấy bạn thấy xong máu mặt chưa? À, nếu mà bạn đi con đường mà đi, bạn đi từ dưới chân núi mà đi lên trên tới đỉnh núi á, chúng ta đi bộ á, thì bạn sẽ mất là 3 tiếng rưỡi. Nhưng nếu mà bạn đi bằng con đường mà mới làm mà đi bằng xe máy á, thì bạn cũng sẽ mất là tầm 1 tiếng rưỡi là các bạn tới nơi nha các bạn. Đi thì mang giày nha các bạn. Đó, bài học cho các bạn nha. Một bài học là không được ngựa nha mấy bạn. Như vậy là kết thúc một ngày tham quan viếng Phật và tham quan cái đỉnh Bằng Am này. Và cảm ơn các bạn đã yêu thương và đã đồng hành cùng với Bỗng Ngô Myro trong cái tập vlog này. Và xin cảm ơn những người bạn thân của mình đã cùng đồng hành với Bỗng Ngô trong cái tập vlog này và cho ra những thước phim cực kỳ đẹp. Và nếu mà mình đi một mình thì chắc chắn là mình sẽ không có đi được rồi. Và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.